cassette fingerstyle guitar, thường được gọi là fingerstyle guitar, là hình thức độc tấu guitar khá thú vị. Không giống như cách chơi cổ điển, fingerstyle guitar có thể tận dụng tối đa tất cả các bộ phận có thể phát âm trên cây đàn để hòa trộn với giai điệu, giúp việc trình bày bản nhạc trở nên sống động. Đây cũng chính là lý do khiến cho lối chơi nhạc này thu hút nhiều bạn trẻ. Cái thể loại này nó khác biệt ở chỗ có thể là dùng tay để tạo ra tiếng trống, tiếng snare, tiếng chuông, có thể tạo ra một tiếng như kiểu một ban nhạc đang chơi. Cả hai cánh tay và rất là linh hoạt đấy. Còn những dòng nhạc bình thường thì họ chỉ dùng tay phải để gẩy và tạo tiếng trống kiểu rất là bình thường ấy. Cái dòng nhạc fingerstyle này nó có một cái đặc trưng, đó là thể hiện ở cái bộ gõ. Tức là người ta sẽ tối đa hóa tất cả những cái gì ở trên cây đàn có thể sử dụng được, ngoài việc là mình chỉ có bấm và gẩy dây như thế nào thì người ta còn dùng thêm cả các bộ phận khác của tay, ví dụ như là mu bàn tay hay là phần này của tay để chúng ta có thể tạo ra bộ gõ là tiếng trống. Thành ra là nó tạo nên một cái điểm nhấn khác biệt so với các dòng nhạc khác. Các bạn đang có mặt tại Candy Club để cùng hòa mình vào chung kết The First Việt Nam Percussive Fingerstyle Guitar Contest. Ngoài những hoạt động như là hướng dẫn đào tạo online, offline hay là những hoạt động như là những cái buổi offline hàng tháng tổ chức định kỳ thì bọn mình còn tổ chức rất là nhiều các concert. Gần đây nhất bọn mình đã lần đầu tiên tổ chức concert cho nghệ sĩ nước ngoài, đó là thần đồng guitar Sung Ha Jung đến từ Hàn Quốc. Cái tâm đắc nhất của mình đó chính là mình được sống đúng với cả cái đam mê mình tìm được, như là một người đi trước, mình giúp các bạn thành viên đi sau cũng từ đấy cũng tìm được những cái đam mê, những cái sở thích của mình để đi theo, làm sao sống cho nó có mục đích mỗi ngày. Từ những thành viên nhỏ lẻ ban đầu, đến nay cộng đồng Việt Nam Fingerstyle Guitar đã có hơn 5.000 thành viên, đa số là học sinh, sinh viên. Bằng niềm đam mê phong cách chơi guitar độc đáo này, những thành viên của Việt Nam Fingerstyle Guitar đang cố gắng giới thiệu rộng rãi tới công chúng vẻ đẹp của nó, đồng thời có thể tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng trẻ.